thời khắc đi về. Tí đô đó rồi. Chào coi. Rồi kết bạn Facebook với anh chưa? Rồi vậy không chơi với em nữa. Không chơi với em nữa rồi. Thì hôm nay thì mình rất là vui vì được xuất viện và mình quay cái video này để lưu lại những kỷ niệm trong khoảng thời gian mà mình ở trong khu cách ly Củ Chi, bệnh viện dã chiến Củ Chi. Thì vào ngày 27 tháng 5 năm 2021 thì mình có tiếp xúc với một F0 ở trong chỗ làm của mình, và mình đã bị mắc Covid-19. Sau khi xét nghiệm thì mình được đưa vào đây điều trị khoảng một tháng. Thì hôm nay thì mình đã khỏe, và trong khoảng thời gian mình nằm ở trong bệnh viện thì cũng có một số bạn thì cũng có hỏi thăm mình tại sao mà lâu lắm rồi không thấy anh lên video để chia sẻ. Thì hôm nay thì sẵn đây thì mình cũng làm cái video này, thứ nhất là để kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Và mình cũng nói luôn thì trong khoảng để cho các bạn biết thì mình đang ở trong bệnh viện nên không thể nào mà lên video được. Thì sau cái video này thì mình sẽ về nhà và cách ly 14 ngày ở nhà. Thì mình xin hứa thì xong thời gian cách ly thì mình sẽ bắt đầu quay lại để làm những video để chia sẻ lên cho các bạn. Đây là chiếc xe đưa mình vào bệnh viện dã chiến Củ Chi, và mình ở đây khoảng gần một tháng nha các bạn. Thì cái sinh hoạt ở đây thì nó cũng thoải mái lắm. Buổi chiều thì các bạn có thể ra ngoài tập thể dục. Xung quanh thì không khí cũng trong lành, cây xanh rất là nhiều nha các bạn. Cái khu này là cái khu quân đội, thì bây giờ người ta trưng dụng làm cái bệnh viện dã chiến để cho những người bị Covid như mình ở này các bạn. Thì hai cái khu này á, thì một bên như vậy thì khoảng 40 mấy người nha các bạn. Một bên vậy thì ở khoảng 40 mấy người đến 50 người. Thì hai khu như vậy là gần 100 người đó. Thì buổi sáng thì các bác sĩ xuống kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ và lấy mẫu. Còn buổi chiều thì các bạn tập thể dục, đá cầu, đánh cầu lông, nói chung là sinh hoạt giải trí rất là thoải mái nha các bạn. Thì cái bệnh Covid này thì nó không có thuốc chữa, không có thuốc điều trị nha các bạn. Có nghĩa là bị cái biến chứng nào thì người ta sẽ cho thuốc điều trị cái đó thôi, chứ còn cái thuốc điều trị của nó thì nó chưa có đó. Thì các bạn thấy cũng em, các em nhỏ cũng đi tập thể dục đó, rất là thoải mái nha. Và cái trong thời gian ở đây thì chỉ có một số người là bị nặng thì mới đưa vào, mới xài máy thở thôi, còn đa số hầu như là 90% là khỏe mạnh, không có triệu chứng gì hết, chỉ có sốt rồi mất vị giác rồi ho vậy thôi, thời gian đầu thôi, khoảng tuần lễ đầu tiên thôi, còn đa số thì rất là khỏe mạnh và không có triệu chứng gì hết nha các bạn. Thì buổi tối thì các bạn cũng ra ngoài đồ sinh hoạt này nọ đó. Và trong khoảng thời gian mình ở đây á, thì cũng rất là thoải mái. Và buổi chiều hôm nay á, thì mình cũng được thành đoàn của thành phố đó có tổ chức một chương trình ca nhạc để phục vụ cho những người bệnh ở trong khu cách ly. Và mình có quay lại,
thì bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ lên để cho các bạn cùng xem nha cái video này. Từ sang Việt Nam ơi,
từ nơi đồng xanh thơm nương lúa về đây nhạc ca sẽ rất phú và một niềm tin reo ca eo eo từ nơi đã xa mênh mông sóng về nơi được ca mãi bay trắng một vòng tay nói trọn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người sẽ tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nói một Việt Nam sáng tươi Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi 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 tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi xin chào bà con Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam chiến thắng. Chúng xin được gửi những lời yêu thương nhất và biết ơn nhất đến tất cả những y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch trong thời gian vừa qua đã rất vất vả để cùng cả nước quyết tâm chiến thắng đại dịch. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Thank you.